Hoa hậu Bảo Ngọc lăn xả trong dự án thiện nguyện tại Gia Lai. Hoa hậu Liên lục địa 2022 Lê Nguyễn Bảo Ngọc không ngại gian khó khi trực tiếp đến làng Phong ở vùng Tây Nguyên để trao tặng những món quà Tết ý nghĩa. Nàng hậu sinh năm 2001 đã có mặt tại tỉnh Gia Lai để thực hiện những hoạt động thiện nguyện của mình trong dự án Tết Hạnh Phúc cùng Hoa hậu Bảo Ngọc mang tình thương đến miền biên giới. Trong chuyến thiện nguyện lần này, Hoa hậu Liên lục địa 2022 Lê Nguyễn Bảo Ngọc đã đi qua lần lượt 4 địa điểm xa xôi khác nhau của tỉnh Gia Lai: huyện Chư Pu, huyện Chư Sê, huyện Chư Prong và xã Chư Á, thành phố Pleiku để trao đi những món quà vô cùng ý nghĩa là các nhu yếu phẩm như quần áo, gạo, mì tôm, nước mắm, đường, bánh kẹo đến với nhiều bà con bị mắc bệnh phong và những trẻ em có hoàn cảnh khó khăn. 645 phần quà đã được Hoa hậu Bảo Ngọc trao. Của cho không bằng cách cho, nhìn cách nàng hậu đến từ Cần Thơ ân cần trao đi những món quà cho bà con làng Phong cũng thấy được sự yêu thương, nhiệt tình của cô nàng đối với mọi người. Vốn dĩ, những người mắc bệnh phong sẽ không lành lặn tay chân như bình thường và di chuyển vô cùng khó khăn nên trong quá trình trao quà, Hoa hậu Bảo Ngọc luôn tận tâm gói từng phần quà và đưa những người khó di chuyển đến tận xe để ra về. Bên cạnh đó, chuyến đi lần này cũng là một sự gắn kết tình người khi ngoài những món quà ý nghĩa ấy, nàng hậu quốc tế cũng cực kỳ gần gũi khi giao lưu và trò chuyện cùng những bệnh nhân mắc bệnh phong, tạo cho họ cảm giác không còn sự kỳ thị, giúp đời sống tinh thần của họ thêm phần yêu đời hơn, tích cực hơn. Được biết, đây không phải là lần đầu tiên Bảo Ngọc đến với làng Phong. Trước khi tham gia Miss World Việt Nam 2022, cô nàng cũng đã từng đến để giúp đỡ bà con nơi đây. Sau dự án Tết Hạnh Phúc lần này ở Gia Lai, nàng hậu quốc tế sẽ tiếp tục mang Tết Hạnh Phúc đến với vùng biên giới tỉnh Tây Ninh trong vài ngày tới. Đạt giải thưởng danh giá, người đẹp nhân ái Miss World Việt Nam 2022 và xuất sắc vượt qua nhiều đối thủ trên thế giới để trở thành Hoa hậu Liên lục địa 2022 vào tháng 10 vừa qua. Lê Nguyễn Bảo Ngọc khiến fan không khỏi tự hào và ngày càng chứng minh được bản lĩnh, tài năng, lòng nhân ái của mình khi luôn mang đến những giá trị tốt đẹp cho cộng đồng.